làm văn cũng hay, đây là cốt truyện. À, vì sao mà khi nãy thầy bảo các con vừa giải lao lại vừa xem cái câu chuyện ăn một quả khế trả một cục vàng đấy, sẽ thích cái khế đấy, bởi vì cái tiết làm văn ngày hôm nay sẽ có liên quan đến cái câu chuyện về sự tích cây khế đó, do vậy thầy mới cho con coi cái đoạn video đó. Và cuối buổi ngày hôm nay thầy sẽ gửi lại cái video đó cho các con xem nhiều lần để các con hoàn thành bài tập cho thầy. Và bài tập này ở trang 42, tiết làm văn ngày hôm nay ở trang 42 trong sách giáo khoa các con. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào hoạt động khởi động. Đấy. Một bức thư thường gồm mấy phần, đó là những phần nào? Đấy. Chúng ta có 4 đáp án. Và bây giờ các con lựa chọn đáp án A, B, C hoặc là D. A, B, C hoặc là D. À, đây là cái phần vừa là khởi động mà vừa là ôn lại kiến thức của bài cũ. À. Rồi các con lựa chọn rồi, giỏi, rất là giỏi, thầy khen ngợi các con của thầy rất là giỏi, bạn nào cũng giỏi hết. Bạn nam nào? Dạ thưa thầy là câu B. À, bạn Long nào? Dạ thưa thầy là câu B. Bạn Phú nào? Bạn Phú nào? À, các bạn Phúc nào? Phúc. Dạ thưa thầy là câu B. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem nhé. Câu C mới là đáp án chính xác. Và điều đó chứng tỏ rằng các con chưa học thuộc cái phần ghi nhớ ở trong cái bài tiết làm văn viết thư. Một bức thư gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần mở đầu, phần thứ hai là phần chính và phần thứ ba là phần cuối thư. Đó. Các con xem lại nhá. Các con nên xem lại cái phần tiết làm văn nhá. Ở buổi trước bài viết thư. Đấy. Vì đa phần lớp chúng ta đều chọn đáp án B. Đấy, thầy anh lừa một chút xíu, đó là phần mở đầu, phần diễn biến. Đây là mình có diễn biến chỉ cái phần chính thôi, nó phải kể chuyện, nó mở diễn biến. Đấy, kể chuyện mới có phần diễn biến nhá. Tôi làm văn cốt truyện. Đối với bài này, mục tiêu của bài này là các em sẽ hiểu thế nào là cốt truyện và cốt truyện gồm những phần nào. Biết kể lại câu chuyện dựa theo cốt truyện có sẵn. Biết và kể lại câu chuyện dựa theo cốt truyện có sẵn. Các con đã nắm được mục tiêu của bài học chưa? Nắm được mục tiêu bài học rồi thì comment về số 2. Nắm được mục tiêu bài học rồi comment về số 2. Rồi, rất là giỏi. Thì khen ngợi con. Thầy các con sẽ tìm hiểu phần nhận xét. Ở phần nhận xét này là yêu cầu chúng ta ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu. Đầu tiên là các con ghi lại những sự việc chính trong việc truyện là Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu. Và chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em cốt truyện là gì? Đấy. Theo em cốt truyện là gì? Đấy, nó có 2 câu hỏi. Đấy. 3 câu hỏi. Thứ nhất là ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu. Thứ hai là chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em cốt truyện là gì? Và thứ ba, cốt truyện gồm những phần nào và nêu tác dụng của từng phần. Đó là 3 câu hỏi mà chúng ta cần giải quyết ở trong cái phần nhận xét ngày hôm nay. Đây là 3 câu hỏi mà chúng ta cần phải giải quyết ở trong cái phần nhận xét ngày hôm nay. Các con đã nắm được nội dung của câu hỏi chưa? Nắm được cái nội dung của câu hỏi rồi thì comment cho thầy số 4. Rồi, cảm ơn các con rất là giỏi.
con chú ý lắng nghe. Ghi lại những sự việc chính trong việc chuyện dế mèn bị kẻ yếu. Thầy sẽ gợi ý cho con. Đầu tiên, dế mèn gặp ai? Ở trong câu chuyện này, dế mèn gặp ai? Chúng ta nhớ lại câu chuyện. À, thầy mời Long nè, Long đã giơ tay rất nhanh nè. À, thầy mời Phúc nè. Dạ thưa thầy là chị nhặt trò. Bà Hân nè, bà Hân cũng giơ tay này, rất giỏi này. Bà Hân. Thưa thầy là chị nhặt trò. À, đúng rồi. Ở trong câu chuyện này thì dế mèn đã gặp lại đã gặp chị nhà trò. À, gặp chị nhà trò. À, và các con đã trả lời rất là tốt. Thầy khen ngợi các con. Dế mèn gặp chị nhà trò đang gục đầu khóc bên tảng đá. Dế mèn gặp chị nhà trò đang gục đầu khóc bên tảng đá. Nhà trò kể gì? Chị nhà trò kể gì với dế mèn? Chị nhà trò kể gì với dế mèn? Chị nhà trò kể gì với dế mèn nào? Khi được dế mèn hỏi thì chị nhà trò được kể những điều gì với dế mèn? Kể về cái việc chị nhà trò làm sao đây? Nghe học rồi nhá, mà không giơ tay được là chứng tỏ chúng ta chưa thuộc câu chuyện đó nhá. Long, Long nào? Chị nhà trò nói chị bị nhà trò, chị bị bọn nhện ức hiếp. À, chị đã kể lại cái việc là chị bị bọn nhện ức hiếp. Kể lại tình cảnh khốn khó khi bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt. Chị tắt mic như nào Gia Tuệ? À, kể lại cái tình cảnh khốn khó khi bị bọn nhện ức hiếp là chúng nó còn đòi ăn thịt chị nữa. Đó. Như vậy là ở trong cái câu chuyện này thầy đã gợi ý cho con cái gợi ý tiếp theo. À, và những cái gợi ý này thì liên quan đến nội dung câu hỏi thứ nhất. Và nó cũng sẽ trả lời cho câu hỏi thứ hai. Dế mèn dẫn nhà trò đi đâu? Dế mèn dẫn nhà trò đi đâu? Phúc nào? Phúc. Dạ thưa thầy là đến chỗ mai phục của bọn nhện. À, dẫn nhà trò đến chỗ mai phục của bọn nhện. À, đúng rồi, rất là giỏi. Và thầy cũng khen ngợi. À, Phúc có tinh thần xung phong, xây dựng phát biểu bài và giơ tay rất là nhanh. À, và cái việc con trả lời đúng, các con trả lời đúng chứng tỏ là các con đã nhớ lại được cái nội dung của câu chuyện. À, dế mèn bênh vực kẻ yếu. Và thầy khen ngợi các con. Dế mèn đã làm gì khi đến cái trận địa mai phục của bọn nhện? Thì dế mèn đã làm gì? Dế mèn đã làm gì? Đã yêu cầu bọn nhện làm gì đây? Thầy mời Trâm Anh. Mời Trâm Anh. Dạ sư thầy. Từ trong hốc đá một mụ nhện cái cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèm. Dạng đây là vị chúa chùm nhà nhện. Nông cũng đánh đá nặng lo lắng tôi quay. Thất lưng hốc càng cạt nhanh thân thất ra oai. Mụ nhện co rúm rồi cứ rập đầu xuống như cái giả, cái chày giả gạo. Tôi thét các người có của ăn của để, béo múp béo míp mà cứ đòi mãi một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi, lại còn kéo bè kéo cánh đánh đập một cô gái yêu ớt thế này, thật đáng xấu hổ. Có phá hết cái vòng vây đi không? Bọn nhìn sợ hãi cùng dạ rang, cả bọn cuốn cùng chị dọc chạy ngang, phá hết các dây tơ chăn lối, con đường về chỗ nhà trò quan thẳng. Ừ, trả lời đúng rồi, có ý đúng rồi nhưng mà hơi dài. Gặp bọn nhện dưới mèn ra oai, phân tích sự nhẫn tâm của chúng bắt chúng phá vòng vây và trả lại tự do cho chị nhà trò. Đó là cái việc mà dế mèn đã làm. Dế mèn ra oai phân tích sự nhẫn tâm của bọn nhện và bắt chúng phải phá vòng vây trả lại tự do cho chị nhà trò. Kết quả ra sao? Kết quả ra sao? Phúc. Dạ thưa thầy là chị nhà. Dạ thưa thầy là bọn nhện sợ hãi phải nghe theo lời. À, bọn nhện sợ hãi và đã nghe theo lời, đúng không?
và trả cho chị nhà trò tự do. À, và Phúc trả lời đúng rồi, thầy khen ngợi Phúc. Đấy. Thì nội dung ở trong cái cốt truyện này là nói về cái việc Dế Mèn gặp chị nhà trò, được chị nhà trò kể lại cái tình cảnh khốn khó của mình. Rồi Dế Mèn dẫn nhà trò đi đến chỗ nơi hang ổ của bọn nhện. À, và đến nơi thì Dế Mèn ra oai và phân tích cái sự nhẫn tâm của bọn nhện và yêu cầu bọn nhện này phải phá hết cái vòng vây và giải thoát cho chị nhà trò. Đấy. Và cuối cùng thì bọn nhện đều sợ hãi và nghe theo cái lời của Dế Mèn và tha trả lại tự do cho chị nhà trò. Đấy. Thì nội dung đó là nội dung của cái câu chuyện đoạn trích Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Các sự việc chính trong chuyện đó là Dế Mèn gặp chị nhà trò đang gục đầu khóc bên tảng đá. Dế Mèn gặng hỏi nhà trò kể lại tình cảnh đau khổ bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt. Dế Mèn phẫn nộ cùng nhà trò đến chỗ mai phục của bọn nhện. Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm hại nhà trò. Và bọn nhện sợ hãi phải nghe theo, nhà trò được tự do. Đó là chính là các sự việc chính trong cái đoạn trích Dế Mèn bênh vực kẻ yếu mà các con đã được học ở những tuần trước. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em cốt truyện là gì? Và những cái chuỗi sự việc mà các con vừa mới trả lời đó, nó được gọi là cốt truyện. Cốt truyện là gì? Chính là cái nội dung gì? Những nội dung gì? Thầy gợi ý đó. Trâm Anh. Dạ thưa thầy, là cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của chuyện. Ừ, đúng rồi. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của câu chuyện. Cốt truyện là một chuỗi sự việc, một chuỗi sự việc. Ở đây chúng ta thấy ở trong cái đoạn trích Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ở câu 1 thì các con đã kể lại một chuỗi sự việc và những sự việc chính mà liên quan đến cái đoạn trích Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Cốt truyện gồm những phần nào? Nêu tác dụng của từng phần. Vậy theo các con, cốt truyện gồm những phần nào? Long. Có thể mình phần mở đầu, phần diễn biến, phần kết thúc. À, cốt truyện thì thường gồm có 3 phần. Mở đầu, sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác. Đó. Tức là sự việc Dế Mèn gặp nhà trò đang khóc. Ví dụ như ứng với cái câu chuyện đoạn trích là Dế Mèn mình kẻ yếu này thì đó là sự việc Dế Mèn gặp nhà trò đang khóc. Diễn biến các sự việc chính kế tiếp theo nhau nói lên tính cách của nhân vật, ý nghĩa của câu chuyện. Đó là sự việc thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và cuối cùng là kết thúc. Kết thúc kết quả của các sự việc ở phần mở đầu và phần diễn biến của sự việc. Và đó là cái sự việc thứ năm, là cái bọn nhện đã kéo hết dọn hết cái trận địa mai phục của chúng và tha cho chị nhà trò. Đó. Như vậy chúng ta phải nhớ cốt truyện cũng gồm có 3 phần. Thường có 3 phần. Đấy. Cũng phần mở đầu. Mở đầu tác dụng của phần mở đầu là sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác. Tiếp theo là phần diễn biến là nêu các sự việc chính kế tiếp nhau được nói lên tính cách, ý nghĩa của câu chuyện, tính cách của nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện. Và kết thúc là kết quả của sự việc ở phần mở đầu và phần diễn biến. Đấy. Như vậy các con đã biết được là cốt truyện là gồm bao nhiêu phần rồi và tác dụng của từng phần. Chỗ này con nắm được chưa? Nắm được rồi thì comment cho thầy số 6. Nắm được rồi thì comment thầy số 6. Rồi. À, như vậy thì thấy là thấy các con đã comment số 6 vào trong ô chat của thầy. Và điều chứng tỏ rằng các con đã nắm được nội dung này rồi. Thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Ghi nhớ. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của chuyện. Và cốt truyện thường có 3 phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc. Ngân đọc với thầy phần ghi nhớ. Ngân. Ghi nhớ, cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của chuyện. Cốt truyện thường có 3 phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc. Rồi, các con về nhà học thuộc phần ghi nhớ thầy nhé. Bữa sau bài tập thầy sẽ có phần bài tập mà củng cố kiến thức ấy, ở trên hệ thống ấy,
đường link của thầy ấy sẽ có những cái nội dung liên quan đến những cái phần ghi nhớ này đấy nha. Con lưu ý nha. Và ở trong truyện cổ tích Cây Khế thì bao gồm các sự việc chính sau đây. Trong cái truyện cổ tích Cây Khế bao gồm các sự việc chính sau đây. Thầy mời Long đọc cho thầy các sự việc chính ở trong cái câu chuyện đó. Cái lớp đọc thần trong sách. Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên giàu có. Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em thuê được cây khế, người anh biết chuyện đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng lòng. Cây khế có quả chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hạ trả ơn bằng vàng. Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ. Nhưng người ăn may, may túi quá to và lấy quá nhiều vàng, người ăn rơi xuống biển và chết. À, con đã nghe được đây là những cái sự việc chính trong cái câu chuyện cổ tích là Cây Khế. Và khi nãy thì các con cũng đã được thầy cho các con coi video về sự tích Cây Khế. Và bây giờ các con hãy sắp xếp. Ở đây là cái vị trí A, B, C, D họ E, G này không đúng. Bây giờ các con phải sắp xếp lại cái vị trí này. Đầu tiên là sự việc nào? Là con sẽ gõ cái đáp án là A, B hay là C, D trước. Đầu tiên đáp án nào? Mở đầu câu chuyện là cái đáp án nào? Tiếp tục nào, giỏi. Tiếp tục, giỏi. Tiếp tục nào, Đỗ My. Đỗ My. À, Chí. Dạ thưa thầy là có B. Đúng rồi. Đầu tiên mở đầu câu chuyện đó là cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế. Các con đánh số 1 cho thầy, đánh số 1 của câu B cho thầy để chúng ta biết cách để chúng ta sắp xếp lại vị trí số 1. Tiếp theo là sự việc nào nào? Tiếp theo là sự việc nào nào? Các con nhập án tiếp theo nào. Tiếp theo là sự việc nào? Nhập đáp án tiếp theo nào. Sau khi cha mẹ chết rồi, ở trong theo trong cái đáp án A, B, C, D, E, G này thì tiếp tục là đáp án nào? Và kế tiếp nào. Có người là B, có người C, có người thì D. Đã đến ngay đáp án C chưa nhỉ? Đã ngay theo các con thì các con nhớ lại xem là đến đáp án C ngay chưa nào? B chọn rồi. Đáp án B xong đến đáp án nào nào? B các con chọn rồi mà, sao lại chọn lại nữa? B đã chọn rồi mà, bây giờ chọn đáp án tiếp theo này. Sa Nhi nào? Sa Nhi. Thì tôi thề đáp án B. À, Đức Đức Tấn. Đức Tấn. B. À, câu D. Tiếp theo là câu D. Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng. Các con đánh đáp án D là sự kiện thứ hai. Sự kiện thứ hai. Sự việc chính thứ hai. Sau khi cây khế tiếp theo đáp án D là đáp án nào? Đấy. Tiếp theo là đáp án nào? Lần này có vẻ là cẩn thận hơn rồi đấy. Lần này các con có vẻ cẩn thận lựa chọn hơn rồi đấy. Cẩm Vân. Cẩm Dạ Vân. thưa thầy là đáp án A. Chí. Dạ thưa thầy là đáp án A. Đúng rồi, đáp án A. Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên giàu có. Tiếp theo đáp án gì? Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có. Tiếp theo đáp án gì? Rồi, lần này cẩn thận hơn rồi đấy. Giỏi đó. Chăm chú hơn rồi, khen ngợi con đó. Đăng Khôi. Đăng Khôi. Rồi, Ikani. Thì tôi thấy đáp án C. À, đáp án C.
Người anh biết chuyện đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng lòng. Tiếp theo là sự kiện nào nữa? Sau khi đổi gia tài rồi, tiếp theo là sự kiện gì nữa? Rồi, giỏi đó, bắt đầu giỏi đó, thấy giỏi đó. Rồi. Rồi, Khánh Luân nào. Dạ tôi thầy là cô E, cô À, cô E đúng không? Phương Vi nào. thầy là cô E. À, cậu E nha, Khánh Luân nói cũng chưa đúng chính xác lắm đâu nha, cậu E. Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to, lấy quá nhiều vàng. Và cuối cùng đáp án là gì nào? Cuối cùng đáp án gì nào? Cẩm Vân nào? Bảo Hân nào? À, đúng rồi, như các con trả lời đúng rồi. Cuối cùng là anh rơi xuống biển và chết. Đó, đáp án B đầu tiên. Đáp án D tiếp theo. Đáp án C. Đáp án đáp án A, xong đáp án C. Đáp án E. Và cuối cùng là đáp án G. Đấy, chúng ta đã sắp xếp lại đúng rồi. Và thầy khen nữa con. Các con đã nắm được cái cốt truyện về cái khế này rồi. Các con rất là giỏi. Và dựa vào cốt truyện trên kể lại chuyện cây khế, và nhiệm vụ của con ngày mai là sẽ kể lại câu chuyện cây khế cho thầy bằng giọng kể của con, và các con sẽ quay lại video, à các con sẽ ghi lại cái câu chuyện này, coi cái video và kể lại câu chuyện, à viết một bài văn kể chuyện là kể lại chuyện cây khế. Các con nắm rõ yêu cầu chưa? Viết một bài văn kể chuyện về cái câu chuyện là sự tích cây khế. Nghe rõ yêu cầu chưa? Nghe rõ yêu cầu comment số 5. Và cuối Câu buổi hỏi là thầy. vừa tôi làm văn vừa tôi làm văn viết vào vở tôi làm văn. Và cuối buổi thầy sẽ gửi cho các con cái video sự tích cây khế để các con coi đi coi lại cho nhiều lần. Đấy, sau kết hợp với lại cái cốt truyện mà ở bài tập 1 để các con kể lại câu chuyện đó bằng từ ngữ các con và viết vào trong vở tập làm văn. Lưu ý để kể chuyện hay sinh động, các em cần thêm một số từ ngữ, lời văn phù hợp với nội dung chuyện, tả ngoại hình nhân vật, kể lại lời nói và ý nghĩ của nhân vật, kể lại lời nói và ý nghĩ của nhân vật, kể lại lời nói và ý nghĩ của nhân vật. Các con có thể xưng là tôi, các con có thể là hóa thân, hóa thân là thành người em ở trong câu chuyện. Người em ở câu chuyện, hoặc là các con thể hóa thân thành con chim ở trong câu chuyện. Vậy câu chuyện cái khế khuyên chúng ta điều gì? Lúc nãy nói rồi đó. Khuyên chúng ta điều gì? Long. Dạ thưa thầy là không nên tham lam. À, không nên tham lam và phải biết giúp đỡ mọi người. Chúng ta không nên tham lam. Vậy cốt truyện là gì? Một bạn nhắc lại thầy cốt truyện là gì? Cốt truyện là gì? Nhắc lại thầy nào, cốt truyện là gì? Bạn Trâm Anh nào? Dạ thưa thầy là cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của chuyện. Đúng rồi. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của chuyện. Và cốt truyện thường gồm có mấy phần nhỉ? Gồm thường có mấy phần? Long. Thứ hai là phần mở đầu, phần diễn biến, phần kết thúc. Vậy là mấy phần? Thứ hai là ba phần. À, thường gồm 3 phần: mở đầu, diễn biến và kết thúc. Đấy. Vậy các con đọc kỹ phần ghi nhớ và kể lại câu chuyện cái khế vào vở tôi làm văn cho thầy. Đó. Đó là cái nội dung mà các con cần phải làm cho thầy. Đấy. Các con đã nắm được yêu cầu chưa? Nắm được yêu cầu rồi thì comment số 4 thầy. Rồi, như vậy các con đã nắm được nội dung và yêu cầu rồi. Vậy chúng ta sẽ dừng cái tiết tôi làm văn thứ nhất này ở đây. Và trong tiết tôi làm văn này thì khen ngợi các con rất là tích cực, chịu khó trả lời bài. Và các con rất là giỏi.